con phải giữ cho kỹ cái địa chỉ của cô Ngạn ngoại đã giao cho con đó. Dạ. Nếu ngoại có bề gì, con phải lập tức rời khỏi làng này. Lên thành phố tìm đến ở với cô Ngạn ngay, nghe không? Ngoại đã cho người báo, cô Ngạn biết rồi. Còn căn nhà này con hãy trả lại cho ông Năm, nghe không? Chiều mơ có một người con gái nhớ quê xa vợi vợi, dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ mãi buồn trôi. Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa, còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng. Thuyền xưa xuôi dòng, người xưa đã có chồng, buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu.
Xuân Phương, Xuân Phương, em đâu rồi? Ủa, em sao vậy? Sao hôm nay em không ra đón anh? Xin lỗi anh, em lơ đãng quá. Em không được khỏe à? Em vẫn khỏe. Làm vợ tôi không? Xin ông đừng đùa, tội nghiệp. Xin ông đừng đuổi việc tôi. Hải Cơ, cô hãy nhìn tôi đi. Cô chưa trả lời tôi mà. Cô đồng ý làm vợ tôi không? Gương mặt tôi làm em sợ hãi, có phải vậy không? Tôi đã nhìn thấy nỗi khiếp sợ trong đôi mắt em. Nói đúng ra, người con gái nào thoạt nhìn tôi ban đầu cũng đều khiếp sợ như vậy. Em nghĩ gì mà đắm chiêu vậy? Anh ít được nghe em nói quá Xuân Phương à. Làm sao anh biết được em nghĩ gì trong đầu em? Bắt em ở nhà hoài như vậy em có buồn không? Bây giờ em muốn sao đây? Em cũng không biết nữa. Hay em đi làm lại nhé. Vợ của giám đốc mà đi làm công nhân à? Có sao được. Đôi lúc em cũng quên mình là vợ của một giám đốc nữa. Vậy đó. Thưa mẹ, con phải biết là đã quá giờ cơm rồi chứ. Lẽ nào con bắt mẹ ngồi đợi ở bàn ăn? Từ khi lấy vợ, con quên hết mọi giờ giấc trong nhà này. Càng lúc con càng tỏ ra tồi tệ. Lúc này con chẳng coi mẹ ra gì cả. Mẹ phải đích thân mời vợ chồng con xuống bàn ăn. Thì có gì đâu, mẹ cứ bảo cô bác kêu tụi con xuống thì tụi con xuống ngay. Con bắt đầu quen dần cái thói quê mùa rồi đó. Mẹ, mẹ hãy cười lên đi mẹ. Mẹ phải cười lên thì thức ăn mới dễ tiêu hóa, biến thành máu để nuôi cơ thể. Còn mẹ không cười, nó sẽ biến thành axit. Mẹ nghĩ con đang làm cho cả vợ con coi mẹ cũng chẳng ra gì. Thưa mẹ, con đâu dám vậy. Đủ rồi, tôi không muốn nói tới cô. Nhìn nét mặt cô rầu rầu là tôi chán lắm rồi. Thưa mẹ. Thưa mẹ, mẹ ăn cơm đi mẹ.
Sương Phương, ngày mai em bắt đầu đi học sinh ngữ để sau này giúp anh trong công việc giao dịch nước ngoài. Anh đã nghe và nói rất rành tiếng Anh rồi, còn cần gì tới em nữa? Không, anh sẽ đưa em đi làm với anh. Ở nhà hoài em buồn lắm, hả? Làm như vậy mẹ có bằng lòng không? Không sao, anh sẽ lo liệu tất cả. Chỉ có điều em phải lo học thật giỏi. Xong chưa? Đâu, để anh coi coi. Đẹp lắm. Bây giờ em đã biết cách trang điểm và chọn những bộ quần áo thích hợp cho các buổi tiệc rồi đó. Em giỏi lắm. Đi nhé. Dạ. Hôm nay em sẽ gặp rất nhiều vị tai to mặt lớn trong giới làm ăn. Có nhiều vị em chưa gặp mặt bao giờ, còn khách nước ngoài nữa đó. Vậy chào hỏi thông thường bằng tiếng Anh em nói được không? Nếu em không nói được những câu chào hỏi thông thường bằng tiếng Anh thì sao? Thì sẽ có một khóa học cấp tốc ngay trên xe suốt con đường từ đây đến nơi dự tiệc. Anh hy vọng em thông minh sẽ học được. Thưa mẹ, chúng con không ăn cơm nhà bữa nay ạ. Cứ ăn hoài cho thoải mái đi. Tụi con sẽ mua quà về cho mẹ. Mẹ vẫn thích hồng khô phải không mẹ? Không khéo con lại nghĩ rằng mẹ là một cô gái quê mới lên tỉnh lần đầu. Thưa mẹ con đi. Thưa mẹ con đi. Bà chủ đang la mắng cậu, đã để cô vắng nhà hoài đó. Mẹ chịu hết nổi rồi. Học gì bà học tối ngày, sáng đến trưa, trưa đến chiều. Phải chấm dứt chuyện học này học nọ của nó ngay hôm nay. Mẹ không muốn nhìn thấy nó cứ nhởn nhơ ngoài đường như vậy. Xuân Phương chỉ đến lớp học Anh văn, cô ấy đâu làm điều gì sai trái mà mẹ bảo con ngăn cấm. Đợi đến khi con biết nó làm chuyện gì sai trái thì đã muộn rồi. Mẹ không muốn thiên hạ cười vào mặt mẹ. Thôi, chuyện của con, mẹ để con liệu. Xuân Phương, em về từ bao giờ? Tại sao em khóc? Anh Thái, nếu anh muốn em có thể không đi học nữa.
Xuân Phương. Tên em không phải là Xuân Phương, tên em là Hải Cơ. Từ ngày cưới nhau em đã chấp nhận tên ấy rồi mà. Tại sao anh lại muốn đổi tên em? Vì anh muốn rằng lúc đến với anh em là một người mới. Cái tên ngày xưa ấy em hãy để lại quê nhà, cùng với quá khứ u buồn đó em bắt đầu cuộc sống mới. Anh không hiểu được em. Đặt tên khác cho em chỉ làm em thêm mặc cảm. Và cái tên ấy không hề thay đổi được bản chất của em. Anh Thái, nếu anh muốn em có thể không đi học nữa. Không, em vẫn đi học như thường. Duy chỉ có điều anh vẫn gọi em là Xuân Phương. Anh đã quen với tên ấy. Cô Bác. Dạ. Cô đem bữa ăn lên phòng ngủ cho Xuân Phương dùm nhé. Dạ. Mời mẹ ăn cơm ạ. Mẹ ăn cá nha. Mẹ ăn đi mẹ. Mẹ đã già rồi nên thường hay gắt gỏng. Em đừng buồn mẹ nhé. Ăn đi. Anh Thái. Dì em. Anh có thể nói cho em biết Xuân Phương là ai không? Tại sao em lại phải mang tên của cô ấy? Tại sao hôm nay em lại hỏi anh điều đó? Anh không bằng lòng mà. Anh đối xử với em không tốt sao? Đừng hỏi anh những câu hỏi đầy vẻ nghi ngờ như vậy. Em cứ ngủ trước đi, đừng chờ anh. Thể hiểu được là cô giữ cái thói quê mùa ấy cho tới bao giờ. Thưa mẹ, mẹ kiếm con có chuyện gì? Cô thì có thể làm được chuyện gì cho tôi mà tôi phải kiếm cô? Cô nên nhớ, cô là vợ của con trai tôi chứ không phải là kẻ ăn người ở trong nhà này. Thưa mẹ. Cô Hai, có khách. Ai vậy? Gặp tôi hả? Dạ, một người đàn ông bảo rằng muốn gặp Hải Cơ. Tôi biết cô là Hải Cơ, vậy mà cậu Hai cứ giấu, cứ gọi cô là Xuân Phương.
Chào thầy. Chào Hải Cơ. Mời thầy ngồi. Hai hôm rồi không thấy Hải Cơ đến lớp. Tôi nghĩ rằng em không biết lớp mình tổ chức một ngày đi picnic ở khu du lịch Văn Thánh. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi thực tập tiếng Anh ở ngoài trời. À, chị thì thích quá. Nhưng sao thầy lại biết nhà em ở đây? Em đừng hỏi tại sao như vậy. Đó là một bí mật. Ai cũng phải giữ riêng cho mình một bí mật như vậy sao? Cô bác. Dạ. Ai gặp cô hai vậy? Dạ thưa bà, hình như là thầy dạy anh văn của cô hai. Thầy về nha. Dạ thầy về. Thưa mẹ, mẹ cần gì không ạ? Không cần. Để con pha trà cho mẹ nhé. Tôi không khát. Xin phép mẹ. Dạ. Con ngồi xuống đi. Có chuyện gì vậy mẹ? Sáng ra là nằm ngửa nằm nghiêng ngoài thảm cỏ chờ khách đến. Không biết con đã chỉ dạy vợ con ra sao. Cái thói quê mùa không bỏ được, cứ diễn ra hoài làm trêu gan mẹ. Một ông thầy rất trẻ, rất đẹp. Ông thầy thấy học trò nghỉ học liền hai buổi, nên lo lắng đến hỏi thăm. Bây giờ thì con đã sáng mắt ra chưa? Sáng nay em đã gặp ai? Thầy Luân. Em cho địa chỉ mời ông ta tới à? Không. Sao ông ta biết em ở đây? Em cũng đã hỏi ông ta như thế, nhưng ông ta không trả lời. Còn chuyện em nằm ngoài thảm cỏ, anh chưa hỏi em. Bỏ chuyện đó đi. Anh giận em sao? Không. Em cứ giao thiệp với người nào em muốn. Anh không có ý ngăn cản em điều gì cả. Như vậy ngày mai em có được phép đi dự buổi picnic không? Tất nhiên. Thôi mình xuống phòng ăn đi. Không khéo mẹ lại dậy đó. Tôi không ngờ em nghe và nói tiếng Anh lưu loát đến như vậy. Thời giờ của em chỉ đi học thôi, nên khá hơn người khác một chút. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, thưa thầy. Lúc nào tôi thấy em cũng giữ giữa em và tôi một khoảng cách. Một khoảng cách thật lớn. Có phải vì danh xưng không? Em nghĩ rằng danh xưng với những con người không quan trọng. Điều chủ yếu là sự hiểu nhau của hai tâm hồn. Bởi vậy mà tình yêu đôi lúc không cần đến danh xưng. Đúng vậy. Tâm hồn em thật sâu lắng và hiền dịu. Em nghĩ rằng mọi người thành vợ thành chồng
Không phải điều gì họ yêu nhau cả đâu. Có thể họ sống với nhau đầm thắm, nhưng không phải là tình yêu. Họ chỉ trao đổi với nhau bằng một thỏa thuận nào đó. Vậy em đã yêu ai bao giờ chưa? Em đã yêu, nhưng người ấy chỉ đối xử với em bằng một tấm lòng nhân hậu, chứ không phải là tình yêu. Dòng người đó là chồng em. Sao? Em nói sao? Em đã có chồng rồi à? Vâng, gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi. Em phải sống cách sống của những người sang trọng. Chị em thường lầm lỗi nên bị la rầy hoài. Chồng em không trách móc gì em. Luôn luôn anh ấy đối xử với em rất tốt. Vậy sao em lại bảo chồng em không yêu em? Đúng, chồng em đối xử với em rất tốt, nhưng em biết rằng đó không phải là tình yêu. Rồi bây giờ em có hối hận gì không? Không. Số phận của em có lẽ đến như vậy là đủ. Em không có quyền đòi hỏi gì hơn. Nếu mẹ có hỏi, em nói là em đi công chuyện cho anh nha. Dạ. Nhớ là anh kêu em đi nha. Trễ giờ cơm rồi phải không anh? Không sao, em đi công chuyện cho anh mà. Nè nè, đợi anh vô chứ. Mẹ ngồi ở phòng khách á, đưa cái này cho mẹ. Nhớ là của em mua nha. Dạ. Cô mà cũng biết lo công việc hẳn à. Thưa mẹ, con nhớ mẹ rất thích hồng khô. Con... Thôi, ăn cơm đi, trễ giờ rồi. Em đi tắm cho thoải mái rồi xuống ăn cơm. Xin phép mẹ. Mẹ ăn cơm đi mẹ. Con bế cơm cho mẹ nha. Mẹ ăn gà nhé. Cô bác, đem đồ tráng miệng lên. Ngang. Thưa mẹ, có sẵn hồng khô đây ạ. Thôi khỏi. Không phải lúc nào tôi cũng thích hồng khô đâu. Em ngồi xuống đây ăn cơm đi. Ăn xong chúng ta đi dạo. Là Xuân Phương phải không? Dạ đúng. Tại sao vậy? Anh có yêu em không? Anh Thái à, em chỉ là một cô gái quê hiền lành chân thật. Từ lúc gặp em tới giờ, anh chưa hề nói yêu em. Dầu ngay cả đến nay em đã là vợ của anh 2 năm rồi. Em cảm thấy buồn, rất buồn, khi trong tim anh chỉ có hình ảnh người con gái mang tên Xuân Phương. Ai đã nói cho em biết về Xuân Phương vậy? Chính tình yêu của em đã đọc được nàng Xuân Phương ấy trong tâm hồn anh. Không, không còn nàng Xuân Phương nào hết.
chính là em trong tâm hồn anh. Hôm nay vắng em một ngày, anh đã nhận ra điều đó. Anh yêu em Hải Cơ. Nếu có ai đó thấy chúng mình lúc này, họ sẽ bảo rằng hai đứa mình là đôi tình nhân, lén lút cha mẹ hẹn hò trên đường vắng. Nếu vậy, em thích chúng mình là tình nhân hơn là vợ chồng. Em còn khờ lắm. Em có biết rằng mọi cặp tình nhân đều mơ ước trở thành vợ chồng hết không? Nhưng nếu các cặp vợ chồng chẳng yêu nhau bằng các cặp tình nhân thì chán chết. Chúng ta hơn hẳn các đôi tình nhân, bởi vì chúng ta là vợ chồng. Sao cô Hải Cơ phải mất công vậy? Cháu muốn tự mình làm được những món ăn mà anh Thái thích. Đưa cô coi. Cơ thư đẹp lắm rồi đó. Chiếc áo thư đầu tiên này em định tặng ai vậy? Tặng mẹ chồng của em. Xong rồi đấy cô ạ. Tặng mẹ chồng hy vọng bữa nay mẹ chồng em sẽ vui. Thưa cô, em về trước. Em về. Dạ thưa mẹ, con mới về. Vợ của anh Thái phải không bác? Đúng vậy Xuân Phương ạ. Cô Xuân Phương vợ Hồng Kông về tìm cậu Thái đó. Cô bác cũng biết Xuân Phương à? Trước đây cô Xuân Phương và cậu Thái yêu nhau. Họ yêu nhau ghê lắm. Bà chủ cũng yêu Xuân Phương. Gia đình họ giàu có ở Hồng Kông. Vậy sao họ không lấy nhau? Tôi cũng không biết nữa. Bà bác ơi, bà bưng cái chậu hoa mới ươm của tôi rồi đi đâu vậy? Hoa quý đâu biết không? Sao? Ông khinh tôi không biết trồng hoa hả? Nếu tôi không mắc việc bếp núc đó hả, thì vườn hoa này tôi chăm sóc còn đẹp hơn ông nhiều. Tôi nói thiệt với bà nghe, nếu mà tôi không lo việc vườn tược hả, tôi nấu ăn còn ngon hơn bà nữa kìa. Hải Cơ, em ở đâu? Em không nghe anh gọi à? Anh đừng bận tâm, Xuân Phương đang chờ anh. Hãy vào trong với anh Hải Cơ, anh sẽ giới thiệu em với Xuân Phương. Em là vợ anh mà. Có lẽ không nên đâu anh Thái à. Em không muốn sự hiện diện của em làm mất niềm vui của mẹ trong lúc này. Không được, phải đi vào phòng khách với anh nhanh lên.
Không, em không thể đối diện với họ được. Mong anh hiểu cho. Nếu em không vô thì anh cũng không vô vậy. Mặc cho trời sập cũng vậy thôi. Đừng khờ dại như vậy. Hãy vào trong với anh nhé. Anh xin giới thiệu, đây là Hải Cơ vợ anh, còn đây là... Đẹp quá ha. Vậy mà cũng đem ra giới thiệu. Đầu tóc dính toàn cỏ khô không à. Thật không chịu nổi đã bao nhiêu lần rồi. Xin lỗi mẹ. Không sao, người nhà không à. Không sao đâu. Ăn cơm xong chúng ta cùng nhau đi chơi được không mẹ? Mẹ già rồi, không muốn đi đâu nữa hết. Nhưng mà còn con á, con phải có bổn phận đưa Xuân Phương đi nơi này nơi nọ. Hồi nãy tới bây giờ Xuân Phương toàn là nhắc chuyện xưa không đó. Bây giờ ảnh đâu còn nghĩ gì đến con. Em đừng đoán già đoán non về cuộc sống của anh như vậy. Bây giờ em hãy tự lo liệu cho mình đi. Em xuống bếp phụ dọn bàn ăn nhé. Chuyện đó đã có người khác lo rồi. Em cứ ở đây với anh. Ở đây rồi biết nói chuyện gì. Thôi để nó xuống dưới bếp đi. May ra nó còn có ít hơn. Cô Hai, cô sao vậy? Không sao, cháu phụ cô dọn bàn ăn. Cậu Hai, cô Hai vừa mới khóc đó. Hải Cơ, anh ở đây với em nhé. Thôi, cô với cậu lên phòng ăn đi. Ở dưới này, lát nữa bà chủ rầy qua ăn tôi đó. Thái à, Thái đâu con? Dạ, tụi con ra liền mẹ. Thái à, Thái, Xuân Phương đang chờ con ở dưới đó. Mẹ bảo Xuân Phương đang chờ anh ở dưới. Chúng ta đi xuống kia họ chờ. Họ không chờ em đâu. Em đừng khờ gì. Em phải ở bên cạnh anh chứ. Thái à, Thái, con đừng xử sự như một người đàn ông thiếu lịch sự nghe con. Chào mẹ. Chào Xuân Phương. Sao hôm nay anh ngủ kỹ quá vậy? Tối hôm qua chắc phải suy nghĩ nhiều lắm hả? Tối hôm qua uống rượu nhiều quá, nhức đầu không thể tưởng. Dạo này anh có vẻ yếu. Em uống đâu có thua gì anh đâu. Vậy mà em có sao đâu. Mọi cái đều xuống dốc. Kể từ ngày con rời khỏi thành phố này Xuân Phương à. Mọi người ăn sáng hết rồi hả? Con đói bụng quá mẹ. Anh Thái à, mình ghé tiệm phở quen thuộc trên đường Bà Huyện Thanh Quang đi. Hồi đó mình thường hay ghé ăn mỗi lúc đi chơi quá bữa đó. Nha, đi anh. Sau đó còn chương trình gì nữa không? Nên nhớ anh còn công việc ở hãng nữa đó. Nghỉ một ngày không được sao? Em sẽ bù lại cho anh gấp đôi mà. Công việc ở hãng đã có chú Tư lo. Mẹ đã gọi điện thoại đến hãng để nhờ chú sắp xếp mọi việc cho con. Con cứ yên tâm đưa Xuân Phương đi chơi đi. Ok.
Vậy chúng ta cùng đi. Hải Cơ, sẽ đi chơi xa đó, em có cần thay quần áo không? Sáng nay mẹ có công việc cần đến Hải Cơ, con sẵn lòng giúp mẹ chứ. Có chuyện gì vậy mẹ? Để Hải Cơ đi chơi vậy không được sao? Từ xưa đến giờ mẹ chưa hề nhờ đến con. Nếu thấy không giúp được mẹ thì thôi, mẹ không dám phiền. Xin mẹ đừng nói vậy. Con sẵn lòng, nếu mẹ có chuyện gì cần đến con. Con thấy chưa, Hải Cơ ngoan hơn con đó. Thái và Xuân Phương cả hai đứa đều la đói bụng. Hãy đến ngay tiệm phở ngày nào mà tụi con ăn đó. Đi đi, Thái và Xuân Phương đi đi. Ta muốn nói với con một sự thật. Xuân Phương là con của một người bạn của gia đình ta ở Hồng Kông. Ngày xưa, hai đứa yêu nhau thắm thiết. Nhưng bố của Xuân Phương không chấp nhận một người con rể trên mặt có một vết thẹo như Thái. Ông cho rằng vết thẹo trên mặt của Thái chẳng khác nào là một tên tướng cướp. Và sự khinh bỉ ra mặt của bố Xuân Phương làm cho Thái tự ái. Thái đau khổ tuyệt vọng vì không cưới được Xuân Phương. Bố Xuân Phương buộc Xuân Phương phải trở về Hồng Kông. Ta hiểu được con trai ta trong những ngày tháng đau khổ tột cùng ấy. Và ta cũng hiểu được Xuân Phương chỉ vì hiếu hy sinh tình. Và con thấy đó, bất chợt Thái cưới con làm vợ và đã gọi con là Xuân Phương. Ta hiểu nỗi lòng của nó con ạ. Anh Thái bảo với con, Xuân Phương là tất cả những gì trong quá khứ. Hiện tại anh ấy chỉ yêu con thôi mẹ. Anh Thái đã gọi tên con. Con có hiểu rõ lòng nó không? Thái là một người đầy tự tâm. Ta muốn con suy nghĩ thật kỹ. Mẹ muốn con làm điều gì? Thưa mẹ, ta muốn con ly dị với Thái. Không, thưa mẹ, anh Thái yêu thương con. Dạ anh ấy có muốn ly dị với con đâu. Con không hiểu rõ nó đó thôi. Con hiểu lầm nó với vì cách xử sự của nó lúc nào cũng khéo léo và tế nhị. Mẹ nói vậy nghĩa là sao? Nghĩa là lòng từ tâm của nó không cho phép nó gây đau khổ cho con. Không, con chỉ chấp nhận ly dị khi nào chính anh Thái đề nghị với con điều đó. Thái tốt với con, nó tốt với con lắm mà. Tại sao con không nghĩ tới nó? Giả lại sống bên con, nhưng Thái luôn luôn nghĩ tới Xuân Phương. Và chẳng qua con cũng chỉ là một cái bóng, một cái bóng của một người đàn bà khác mà thôi con à. Thank you.
Anh làm gì mà coi đồng hồ hoài vậy? Anh muốn về. Ít ra anh cũng trả lời em một lần đi. Nếu cần chúng ta mãi mãi chia tay. Em không có níu kéo anh đâu. Từ lâu anh cũng vẫn biết như vậy. Em không cần tới anh mà. Anh Thái, em không muốn anh trả lời nối đuôi như vậy. Tốt nhất anh cứ nói rõ ý nghĩ của mình đi. Suốt ngày hôm nay anh đã nhiều lần nói rõ ý nghĩ của anh, nhưng chỉ vì em không tin đó là sự thật. Bây giờ nếu em muốn, anh xin nhắc lại, anh đã có vợ rồi. Và anh yêu vợ anh vô cùng. Vậy có nghĩa là anh không còn yêu em? Anh không còn yêu em kể từ ngày em dứt khoát rời xa. Đối với anh, ngày ấy là tất cả những gì em đã dành cho anh. Thì ra anh là một thằng tồi. Bị đuổi rồi phải không? Ông giám đốc Thái đuổi rồi phải không? Tôi đã nghĩ tới chuyện này từ lâu rồi mà. Làm sao mà ông giám đốc Thái lại có thể cưới một con vợ như vậy được? Thôi đi đâu đi đi, tôi không có chứa nữa đâu. Cô cho cháu ngủ nhờ đêm nay, sáng mai cháu sẽ đi ngay. Thôi thôi thôi, cho vô rồi tới khi đuổi ra không phải dễ đâu. Tôi đi giùm tôi cái đi. Trời, cậu. Cảm ơn cậu. Dạ. Cháu đúng là cô lọ lem nha. Được lọt vào mắt xanh của hoàng tử. Bây giờ ba cô Xuân Phương đã bằng lòng thì cậu Thái đã có vợ rồi, biết giải quyết làm sao? Tôi có cách giải quyết. Làm gì đứng thường người ra vậy? Chuẩn bị các món ăn nhanh lên. Dạ. Thái với Xuân Phương sắp về rồi đó. Kìa, tôi nói về rồi kìa. Nhanh lên, nhanh lên. Thái à, Xuân Phương đâu con? Cô ấy đi về rồi mẹ. Sao Xuân Phương không cùng về ăn tối? Nó hứa với mẹ rồi mà. Hải Cơ. Em đành phải ra đi. Lúc nào em cũng cầu mong anh mãi mãi hạnh phúc. Thương anh nhiều. Chuyện gì vậy mẹ? Con muốn hỏi chuyện gì? Hải Cơ đâu? Mẹ có bổn phận phải giữ Hải Cơ của con sao? Không, chỉ có mẹ mới làm được điều này. Chỉ có mẹ mới buộc cô ấy phải ra đi. Hải Cơ bỏ đi rồi sao? Có phải mẹ đuổi cô ấy đi rồi không? Mẹ đã nói những gì? Mẹ đã báo cho Hải Cơ biết con và Xuân Phương đã yêu nhau như thế nào, rồi tại sao lại phải chia tay. Cuối cùng mẹ đề nghị nó ly dị.
Dầu sao nó ra đi mà không đem theo tiền bạc, như vậy thì mẹ nghĩ nó cũng hơi khó khăn. Nhưng mà không sao, nó vốn xuất thân từ một cô gái bần hàn lam lũ, cũng được mà. Mẹ nghĩ rằng nó sẽ xoay sở được thôi. Trời ơi, mẹ thật là tàn nhẫn đối với Hải Cơ. Mẹ có biết rằng ngoài con ra, Hải Cơ không còn biết nương tựa vào ai không? Trước đây nó ở đâu thì bây giờ nó về đó. Không lẽ con lượm nó ngoài đường? Tại sao mày dàn xếp chuyện vợ chồng con mà mày không hỏi ý kiến con chứ? Cô Bác, cô biết vợ tôi đi đâu không? Không, cô Hai đi từ sáng. Vì suốt ngày nay không thấy cô ấy xuống bàn ăn. Cậu Hai, cậu đi tìm cô ấy ở đâu bây giờ? Không biết nữa, nhưng cứ đi tìm thôi. Mở cửa. Hải Cơ đâu? Vợ tôi đâu? Chứ không phải cậu đuổi nó đi rồi sao? Như vậy là bà đã không cho Hải Cơ ở lại đây. Rõ ràng là vợ tôi đã có đến đây, và chính bà đã đuổi cô ấy đi mà. Cậu Thái, cậu Thái. Tại sao em không chờ anh về? Anh biết tìm em ở đâu bây giờ? Em. Gì vậy? Xin lỗi cô. Cháu không nha, hết thịt hết lòng rồi. Mẹ sẽ gọi điện thoại ngay cho Xuân Phương, bảo nó đến xin lỗi con những gì mà nó đã nói trong lúc nó nóng giận. Nhưng mà mẹ cũng biết rằng con đã làm điều gì đó để xúc phạm tới nó. Không còn Xuân Phương nào hết. Nếu mẹ muốn giao thiệp với cô ấy thì mẹ cứ giao thiệp. Đừng lôi kéo con vào nữa.
phải đi kiếm việc mà làm chứ. Bà ngoại mày chỉ nuôi toàn đồ ăn hại không à. Bà, cho cháu hỏi. Có việc gì? Có phải ở đây đang cần tuyển một nhân viên bán hàng? À, cô đến xin làm hả? Vào đi, vào đi. Nhưng sao cô đến sớm vậy? Giờ này ông chủ chưa thức dậy đâu. Thưa bà, cháu có thể chờ. Ừ, được rồi. Tôi chưa biết ông chủ sẽ dậy lúc nào. Cô cứ ở đó mà đợi đi. Dạ. Cô đang chiêm ngưỡng vườn hoa của tôi phải không? Cô cứ tự nhiên, ngồi xuống đi. Nếu cô không muốn vào nhà, chúng ta cứ ngồi đi nói chuyện, có sao đâu. Thưa ông, tôi đọc thấy trong báo ông cần tuyển một nhân viên bán hàng. Liệu tôi... Mời cô ngồi. Được, tôi nhận cô vào làm. Ông vừa nói nhận tôi ra làm việc à? Đúng như vậy. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Thưa 22. Tốt lắm. Thưa ông, tôi chưa bao giờ bán hàng cả. Có thể trong thời gian đầu tôi chưa có kinh nghiệm, nhưng tôi... Được rồi, được rồi. À, tên cô là gì? Thưa Hải Cơ. Hải Cơ. Còn tôi là Hoàng Lâm. Ngày mai cô tới bắt đầu công việc. Dạ, thưa ông Hoàng Lâm, bán hàng ở đâu ạ? Tại đây, ngay tại đây. À, bán hoa ạ? Không, tôi không phải là người trồng hoa để bán. Nhưng ngày mai cô cứ tới đây. Dạ, thưa ông, xin chào ông. À, cô Hải Cơ. Nhà cô ở đâu? Đường nào? Tôi ở dưới quê. Cô có thân nhân nào ở thành phố không? Dạ, không ạ. Vậy bây giờ cô về quê à? Quê cô ở đâu?
Quê tôi ở xa lắm, nhưng tôi có một chỗ để ngủ trọ đêm nay. Nếu vậy cô có thể ở lại đây, nhà tôi rộng lại ít người, cô đừng ngại. Bà Ân. Dạ. Chuẩn bị phòng cho khách. Dạ. Cảm ơn ông. Mời cô. Bác ơi, bác có biết ông chủ mướn cháu bán hàng gì? Ở đâu vậy bác? Tôi chẳng biết, tôi chỉ làm những gì ông ấy bảo mà thôi. Thế bà chủ buôn bán thứ hàng gì vậy bác? Bà chủ nào? Vợ ông Hoàng Lâm đó. À, ông ấy chưa có gia đình. Vậy ông Lâm có buôn bán thứ gì không bác? Không. Bác ở nhà này lâu chưa bác? 20 năm. Cô Hải Cơ. Xin lỗi, tôi ngủ say quá. Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 5 giờ chiều rồi. Cô làm gì mà ngủ như chết vậy? Sự thật, tôi rất mệt mỏi. Mong ông bỏ qua cho. Thôi được. Nếu cô cảm thấy cần ngủ mà không cần ăn uống gì cả thì cứ ngủ đi. Ngủ cho tới khi nào thấy tỉnh táo, tới gặp tôi để bàn công việc. Dạ. Cô Bác à. Cô Bác. Dạ. Cô ngồi đây với tôi đi. Cô có thấy lúc này thằng Thái nó đi về không đúng giờ? Ăn uống thì thất thường, bữa ăn bữa bỏ. Nó lại lảng tránh không muốn nói chuyện với tôi nữa. Cậu Thái đi tìm cô Hải Cơ đó bà. Ngày nào cũng đi tìm. Tìm ở đâu vậy? Dạ tôi cũng không biết nữa. Dạ thưa bà, bà để cho tôi vô làm bếp. Cô làm cái gì vậy? Dạ thưa cậu, dạ bà chủ bảo tôi thu dọn tất cả đồ đạc của cô Hải Cơ đem về phòng cho bà chủ. Cô hãy để lại tất cả đâu vào đó, y như Hải Cơ đã xếp đặt trước đây. Nếu cô không làm đúng như cũ, mời cô nghỉ việc ở nhà này ngay tối nay. Tôi cũng giống như cô, không còn người thân nào ở thành phố này. Nhưng tôi có nhiều anh em ruột ở nước ngoài. Còn những người thân của tôi thì lại ở bên kia thế giới hết rồi. Nghĩa là trên cõi đời này cô không còn người thân nào cả sao? Coi như không còn ai. Sao lại coi như? Coi như nghĩa là sao? Nghĩa là tôi tưởng họ là người thân, nhưng số cuộc thì chẳng phải. Cô có biết tiếng Anh không? Biết chút ít. Tôi phải bán hàng cho khách nước ngoài sao? Đúng như vậy. Tôi sẽ test lại vốn tiếng Anh của cô. Nếu chưa đạt, tạm thời cô phải đi học thêm Anh văn. Dĩ nhiên là tôi sẽ trả lương tháng như cô đang đi làm vậy. Sao cô nhìn tôi sửng sốt vậy?
Cô sợ là tôi trả lương ít cho cô sao? Không phải đâu. Nhưng tôi nghĩ ông có thể tuyển ngay một người có trình độ sinh ngữ như ông muốn. Ông đâu phải tốn tiền cho một người đi học. Cô cứ tiếp tục dùng đi. Tôi có cách làm việc của tôi và mục đích của tôi. Cô không thể hiểu được đâu. Dẫu cho mục đích gì đi nữa, ông cũng phải nắm chắc phần lợi về phía ông. Nếu như ông nhọc công và tốn tiền đài thọ cho một người, và cuối cùng người ấy không làm việc cho ông nữa, thì sao? Chừng ấy ông mất tất cả. Cô ngồi xuống đi. Tôi chấp nhận như thế mà. Nếu cuối cùng cô gái ấy vì một lý do nào đó không làm việc cho tôi nữa, thì tôi lại bắt đầu tuyển người khác. Vậy từ trước đến giờ đã có ai vào đây nhận việc chưa? Tới xin việc thì có rất nhiều, nhưng nhận vào thì cô là người đầu tiên. Ông không sợ tôi sẽ không làm việc cho ông nữa sau khi đã học Anh văn đạt đến trình độ như ông muốn? Tôi đã nói rồi đó, cô có việc ra đi nếu cô thích. Tôi có cảm tưởng đây không phải là tuyển nhân viên bán hàng, mà nhằm một mục đích nào đó của ông. Cô cứ yên tâm, với mục đích nào đi nữa cô cũng chẳng mất mát gì. Cô chỉ có lợi thôi. Và xét cho cùng, phần thua lỗi là về phía tôi. Có nút chuông điện ở đằng kia, cô có thể nhận chuông, gọi bà Ân vào dọn dẹp. Còn cô, về phòng nghỉ đi. Sao cô không gọi bà Ân vào dọn dẹp? Tôi có thể làm được. Khuya rồi, bà ấy đã đi ngủ. Ông cần gì nữa hay sao? À, không, không cần gì cả. Thôi, cô đi ngủ đi. Dạ, chúc ông ngủ ngon. Về rồi kìa. Chào hai bác ạ. Lâu quá không thấy hai bác đến chơi ạ. Thái, con nhìn kìa, coi có nhận ra ai không? Chịu thôi, con không nhận ra nổi. Coi, con nhìn lại kỹ coi. Thủy Tiên đó. Hồi trước ai cũng gọi nó là bé xíu đó. À, cháu nhớ ra rồi. Bé xíu, bây giờ là Thủy Tiên à? Chỉ có anh Thái mới mau quên chứ. Em vẫn nhớ tới anh. Là lâu quá rồi không gặp. Từ ngày ba cháu mất tới giờ, cháu bận bao nhiêu công việc, không thường ghé thăm hai bác như trước kia. Thời buổi này ai cũng vậy thôi. Bác đôi lúc cũng cảm thấy quá mệt mỏi mà chẳng được nghỉ ngơi. Còn sống ngày nào là phải làm việc ngày ấy. Cháu à, hôm nào cháu đến chơi, bảo đảm bác hao cháu và cả bạn cháu nữa. Cảm ơn bác. Nếu có thì giờ cháu sẽ ghé thăm hai bác. Bác nghe nói cháu có chuyện buồn, đừng lo lắng quá cháu à.
Thời gian rồi sẽ qua thôi mà. Cảm ơn bác. Xin phép hai bác chắc phải lên phòng. Nè, cả nhà ăn cơm hết rồi nghe. Con tắm rửa rồi xuống ăn liền nghe con. Anh chị biết không, bây giờ nó chẳng còn để ý gì đến giờ ăn giờ ngủ nữa hết. Thiệt khổ hết sức vậy đó. Dạ. Con cái bây giờ nó làm khổ cha mẹ không hả chị? Ngày mai cô sẽ đi học sinh ngữ ở hai nơi này. Nghĩa là trình độ anh văn của tôi còn kém à? Không kém, nhưng chưa được như tôi muốn. Cảm ơn ông. Cô dễ thương lắm cô Hải Cơ à. Ý bác muốn nói rằng cháu đẹp phải không bác? Đẹp cũng có, nhưng chỉ đẹp thôi không đủ để gọi là dễ thương. Trong đám bạn cậu Lâm, tôi chưa thấy người nào được như cô. Cháu đâu có phải là bạn của anh ấy, cháu là người làm mà. Nhưng đám bạn của cậu Lâm là một lũ vô tích sự. Anh ấy có người yêu chưa bác? Có nhiều lắm. Người yêu sao lại có nhiều? Chẳng ai ra ai cả. Tôi chỉ biết chúng nó là một lũ yêu quái, ăn uống nhậu nhẹt suốt đêm, bấm chuông gọi tôi hoài à, ngủ cũng không yên nữa. Bác đừng lo, nếu còn cháu ở đây, cháu sẽ giúp bác. Cô dễ thương lắm. Bữa nay tôi muốn làm một món gì cho cô ăn. Cô thích cái gì? Cháu cũng chẳng biết nữa. Cháu cảm ơn bác. Nè, cô kia, tôi đâu có muốn cô vào đây để làm giường. Cô có thấy trời nắng chang chang không chứ? Nắng thì có hề gì. Ở quê tôi người ta làm việc quần quật cả ngày cả đêm, giữa trời nắng gắt hơn thế này. Ở quê có ra sao thì mặc kệ họ. Còn tôi không muốn cô bệnh nằm dài trên giường, lại còn tốn thêm thùng thuốc men nữa. Tôi biết, tôi đã quen với mưa nắng như thế này và không thể nào bệnh được. Mời cô vào nhà cho, tới giờ cơm rồi. Tôi không nghĩ là cô bắt tôi phải chờ đợi. Thưa ông, tôi chỉ là nhân viên của ông, tôi đâu có quyền bắt ông phải chờ đợi. Tôi có thể ăn cơm cùng với bác Ân ở dưới bếp. Thật sự tôi không muốn làm phiền ông. Hải Cơ, chẳng lẽ những lời tôi vừa nói làm cho cô bực mình? Tôi không dám. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là người làm của ông, thì chuyện tôi có bực mình hay không đâu có quan trọng gì. Cô quên rằng tôi có thể không tuyển cô vào làm việc nữa hay sao? Nếu ngay lúc này ông tuyên bố điều đó, lập tức tôi sẽ rời khỏi nhà ông. Dẫu sao tôi cũng mời cô ngồi vào bàn ăn, chuyện gì giải quyết sau.
Sao hai người yêu nhau không nói chuyện với nhau gì hết vậy? Nói sợ anh Thái nghe lắm. Không nghe đâu, hai cô cậu tự nhiên đi. Yêu nhau đôi lúc không cần phải nói đâu anh Thái à. Chỉ cần nhìn thôi sao? Hai bạn bắt đầu nhiễm tư tưởng lớn của các nhà văn rồi đó. Anh Thái, anh đừng suy nghĩ mông lung lúc đang lái xe đó nha. Anh nên nhớ, anh đang nắm giữ trong tay hai sinh mạng cực kỳ quan trọng. Hai sinh mạng đang sống trong tình yêu phải không? Tôi không dám sơ hở đâu. Cô cậu đừng lo. Chưa bao giờ đi chơi với Thủy Tiên lại vui như vậy, anh Thái ha. Tâm lý của các cô gái trẻ mà, bao giờ sống bên cạnh người yêu mà chẳng vui. Anh Thái này. Cô có thể giải thích cho tôi biết tại sao bình hoa của cô chỉ cắm có hai cánh hồng thôi, và tại sao phải quấn nhau bằng một sợi dây leo vậy? Tôi không giải thích được, tôi chỉ biết cảm nhận. Cô thấy không, trong tất cả những bình hoa của tôi chẳng bao giờ tôi cắm hai cánh. Đối với tôi như vậy rất thiếu và có vẻ trống rỗng quá. Vì cuộc đời của ông và tôi khác hẳn nhau, ông cho phép tôi mang bình hoa này về phòng nhé. Ăn sáng ngay trên bãi biển chứ. Hy vọng mặt trời trên biển vẫn còn rất đẹp. Ok. Tùy theo sự sắp xếp của quý vị, xin hai vị cứ xem tôi như là tài xế, được phục vụ cho cuộc đi chơi của quý vị được trọn vẹn. Biết anh nói như vậy em chẳng thèm đi đâu. À, này cô em, phải biết tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau, nếu không thì sẽ hối hận đó. Nè, a lê. Vui nha. Bây giờ em ở đâu? Thủy Tiên, coi kìa, Thủy Tiên. Nè, chạy theo đi, cô ấy dẫn rồi đó. Ủa, sao vậy? Người mà cô ấy giận không phải là tôi đâu. Rất tiếc, cho đến cuối ngày hôm nay tôi mới biết được tôi chỉ là người tình hờ. Sao cô hay cười một mình vậy? Ông quan sát tôi hoài như kẻ trộm vậy sao? Xem ra cô thích hợp với nghề làm giường lắm đó. Tôi sẽ làm được tất cả những gì mà tôi thích. Anh Lâm!
anh cứ để em đợi hoài à. Quên, quên. Anh thiệt á. Xin mời ông ra khỏi đây ngay. Ông cút ngay. Ngoan nào. Ngoan đi. Cút ngay. Cô mở cửa đi. Cô Hải Cơ. Cô tính đi khỏi đây phải không? Nhưng tôi quá khiếp sợ vì đám bạn của ông vẫn thường xuyên tụ tập ở đây. Họ đi cả rồi. Có phải vì tôi đẩy ông bạn của ông ra khỏi phòng
nên họ giận bỏ về. Phải không ông? Không phải. Chính tôi đã đuổi họ về. Đuổi ngay lập tức khi nghe tiếng hét của cô. Và họ sẽ không bao giờ được mời tới đây nữa. Anh Lâm, tôi biết anh vì ai rồi. Vì con nhỏ quê mùa làm giường trong cái nhà này chứ gì. Tôi không tha cho anh đâu. Rồi anh sẽ thấy. Cô ra khỏi đây ngay. Đi ngay. Nhưng mà... Thôi, khỏi nói gì nữa cả. Cơ có phải không? Dạ. Cô có thể ngồi xuống đây một lát được không? Hải Cơ, có bao giờ cô nghĩ tới sự tàn phá cuộc sống một cách ghê gớm của đồng tiền? Nếu người chủ của nó không biết cách làm chủ đồng tiền của mình không? Tôi chính là chủ một gia tài kết xù. Và tôi cũng chính là người không biết cách làm chủ đồng tiền của mình. Để rồi, những cuộc ăn chơi trác táng đã hủy hoại cuộc sống của tôi. Mãi tới khi tiếng thét thất thanh của cô thẳng thắn đuổi một thằng ra khỏi phòng, tôi mới sực tỉnh cơn mê. Tôi đã sống được những thú vui thác loạn và những người chung rượu chung bạc với tôi đang điều khiển tôi như một con rối bằng đồng tiền của chính tôi. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng trong cuộc sống là nhận ra lỗi lầm và quay trở lại ngay. Vậy là tốt rồi. Đối với trường hợp của tôi giờ đây không thấy tốt tí nào. Tất cả đều đổ vỡ. Ông nói vậy nghĩa là sao? Nghĩa là sự trở về của tôi quá muộn màng. Tại sao lại quá muộn? Ông hay còn trẻ và lại chưa có gia đình. Nhưng tôi mất đi cơ hội có một người hiểu tôi và có thể yêu tôi. Tôi biết hiện tại người ấy đang nhìn tôi ánh mắt khinh khi. Có phải ông muốn nói đến người yêu của ông không? Tôi chưa hề nói yêu ai. Tôi chưa bao giờ cảm thấy con tim mình rung động trước hình ảnh của một người con gái nào cả. Tất cả đối với tôi đều được giải quyết bằng tiền. Nhưng cô biết không, tới lúc tôi cảm thấy con tim mình rung động thật sự thì tôi không thể thốt lời yêu được nữa. Bởi vì người con gái quá trong trắng. Trước mắt nàng tôi là một kẻ tội lỗi vô song. Có lẽ nàng vẫn nhìn tôi với ánh mắt. Tất cả cuộc sống ăn chơi xa đọa của tôi. Ông Lâm, tôi nghĩ rằng sự hối hận và những cử chỉ tốt đẹp cũng sẽ ở trước mắt người con gái ấy. Cô ta thật sự yêu ông, nhìn thấy ông trở về với cuộc sống tốt đẹp. Đúng rồi, cô nghĩ vậy chứ.
Tôi nghĩ như vậy. Sự trở về chân thật bao giờ cũng có giá trị gấp đôi lúc chưa lầm lỗi. Hải Cơ, cô đúng là một thiên thần. Ông quá khen. Tôi chỉ là một con người thật sự biết cảm thông. Hải Cơ, hình ảnh của cô bên khóm hoa với cây cuốc trên tay trong một buổi chiều nhạt nắng, nó đã thật sự khắc sâu vào tâm hồn tôi. Lúc đó tôi thấy cô thật thanh thoát với đất trời. Có lẽ ông mãi nhớ đến người yêu nên vội vàng khen tôi đó thôi. Tôi chưa bao giờ nhận được lời khen. Tôi luôn luôn nghe tiếng chê cười than trách. Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn là tôi một cách chân thật, cố vươn lên trong cuộc sống của chính mình. Ôi, thật là tuyệt vời. Tôi chưa hề nghe một người con gái nào nói về mình như vậy. Tôi chỉ nghe các cô ổng ẹo mơ mình là Jane Fonda, là mình tên điện ảnh Liz Taylor. Hải Cơ, những lời cô nói khác hẳn với họ. Hải Cơ, Hải Cơ. Thưa thầy. Em học ở đây sao? Dạ. Mời em qua quán nước bên kia, tôi muốn hỏi thăm em chút việc. Dạ. Sau những ngày em đột ngột không đến lớp, tôi có đến ngôi nhà ý tìm em một lần. Bởi vì trong thâm tâm tôi linh tính có một chuyện gì đó đau buồn bất ngờ xảy đến với em. Người giúp việc trong nhà ý bảo rằng em đã bỏ đi, và thật chẳng biết em đi đâu. Dạ, đúng là em đã bỏ đi. Nhưng tại sao em lại bỏ đi? Có phải vì chồng em muốn như vậy không? Dạ. Bây giờ em làm gì? Ở đâu? Em làm nhân viên bán hàng cho một ông chủ. Nhưng vì trình độ Anh ngữ của em chưa đạt được như ông ý muốn, nên em phải đi học thêm. Lúc này thấy em khá hơn lúc trước nhiều, có sức khỏe và có vẻ dạn dĩ hơn. Có lẽ đúng như vậy. Lâu quá mới gặp lại. Sao, cậu khỏe không? Vẫn khỏe. Mời ngồi. Cảm ơn. Sao hai người lại ngồi đây? Tôi thật bất ngờ quá. Có gì mà bất ngờ. Đây là cô học trò bẵng đi mấy tháng, hôm nay mới gặp lại. Cái gì? Học trò bẵng đi mấy tháng? Nghĩa là sao? Tôi không hiểu gì hết. Có gì mà không hiểu chứ? Nghĩa là trước khi Hải Cơ là nhân viên bán hàng gì đó của cậu, thì cô ta là học trò của mình. À, thì ra vậy. Không có gì bí ẩn dưới ánh sáng mặt trời, phải không cô? Ok. Sao ông chủ với nhân viên lại tỏ ra căng thẳng vậy? Cậu chưa hiểu gì về chuyện này đâu. Xin phép, tôi về trước. À, xin lỗi, cậu uống gì không? À, cảm ơn. Cậu quen Hải Cơ lâu rồi phải không? Dĩ nhiên là trước cậu. Cậu biết rõ về Hải Cơ không? Khá rõ. Tôi và cô ấy thường nói chuyện với nhau, rồi picnic và tâm sự với nhau nhiều chuyện. Tình đến vậy à? Nói đi cậu mừng. Hải Cơ chẳng yêu mình đâu. Cô ta đã có chồng rồi. Chồng cô ta chết rồi à? Không, vẫn còn sống. Thật là trớ trêu. Thật đâu, Hải Cơ là người con gái mà mình đã chọn theo yêu cầu của em trai mình ở Mỹ. Hiện tại hắn là chủ của một shop có tiếng,
và muốn lấy vợ Việt Nam. Mình tính rằng sau khi Hải Cơ đạt được trình độ sinh ngữ như mình muốn, mình sẽ nói cho cô ta biết sự thật. Cô ta không phải nhận chân bán hàng ở đây, mà là ở Mỹ. Và cô ta sẽ là vợ của em trai tôi. Như đã cam kết từ đầu, nếu nàng không đồng ý, nàng có thể ra đi, không sao cả. Cậu có biết không, suốt thời gian Hải Cơ sống trong nhà của mình, cô ấy đã lôi mình ra khỏi cuộc sống xa đọa. Cả bà Ân, bà già khó tính nhất cũng mê cô ấy. Và ngay cả cậu cũng bị cô ta hớp hồn chứ gì. Đúng như vậy. Sau đó mình viết thơ cho em trai mình, báo cho nó biết là mình đã yêu Hải Cơ. Và mới hôm qua mình nhận được điện tín của nó, báo nó quên mất một điều cơ bản, là mình phải lấy vợ trước khi tìm vợ cho nó. Thôi, mình về đây. Hải Cơ đâu? Dạ, cô Hải Cơ vừa đi học mới về, bây giờ đang ở trong phòng. Mời cô xuống phòng khách, gặp tôi ngay. Dạ. Thưa ông, tôi đã nói cho ông biết rồi, cô Hải Cơ không còn ở đây nữa, cô ấy đã đi lâu rồi. Không, tôi muốn gặp người chồng của Hải Cơ. Vậy mời ông vào phòng khách ngồi đợi, cậu Thái vừa mới đi làm về và có lẽ đang tắm. Vâng, tôi sẽ đợi. Chào ông. Xin chào, tôi là Thái. Rất hân hạnh. Mời ngồi. Tôi là Luân, thầy giáo Anh Văn qua Hải Cơ trước đây. Tôi muốn báo cho ông một vấn đề liên quan tới Hải Cơ. Hải Cơ? Ông có gặp à? Cô ấy ở đâu? Đây là địa chỉ của bạn tôi. Cảm ơn ông. Xin lỗi ông, tôi phải đi ngay. Tôi sẽ gặp ông lại sau nhé. Sao chứ? Tôi nói dối ông điều gì? Cô còn hỏi tôi câu đó à? Tại sao cô nói với tôi là cô dưới quê lên? Tôi không nói dối gì về điều ấy cả. Sự thật, tôi không phải là người của thành phố này. Thôi, cô im đi. Tại sao? Tại sao cô không nói với tôi là cô đang ở trong chứ? Chính ông đã không hỏi tôi về điều ấy. Ông chỉ cần tôi là một nhân viên bán hàng. Thôi, cô im đi. Tôi không còn muốn thấy cô trong căn nhà này nữa. Cút ngay đi. Dạ thưa ông, xin cảm ơn ông về. Cút ngay.
Thưa ông chủ đi vắng. Không không, thưa bà, tôi đến tìm Hải Cơ, tôi là chồng cô ấy. Hả? Ông là chồng của Hải Cơ đây sao? Vâng, tôi là chồng cô ấy, tôi muốn gặp cô ấy ngay. Cô Hải Cơ không còn ở đây nữa, cô ấy đã đi rồi. Hải Cơ đi đâu bà có biết không? Không, cô ấy không nói. Còn chủ nhà này, ông biết Hải Cơ đi đâu không? Tôi muốn gặp ông Lâm. Ông Lâm không biết Hải Cơ đi đâu cả. Bởi vì sau khi Hải Cơ đi ra khỏi nhà, ông Lâm uống rượu sai bí tỉ, chẳng còn biết trời đất là gì cả. Bây giờ ông ấy chỉ biết có rượu mà thôi. Cô Hải Cơ rất dễ thương, tội nghiệp cô ấy quá. Ông chủ về nè. Mở cửa. Mở cửa ra rồi. Ông chủ về. Trời ơi, lâu quá. Làm cái gì vậy? Dạ. Mở cửa lẹ coi. Dạ. Mở cửa coi. Dạ. Đâu lên. Dạ. Bà làm cái gì lâu quá vậy? Dạ. Coi từ từ, coi chừng té nghe. Bước đi. Cần gì? Thưa, tôi đọc báo thấy ở đây cần người giúp việc. Trèo đi. Nè nè, cô đi vòng ra nhà sao chứ? Theo tôi.
Cô đứng đây, tôi vô báo bà chủ biết. Dạ. Cô gì đó, vào đây. Cô đến xin giúp việc phải không? Dạ. Ngồi đó đi. Tôi là chủ của căn nhà này, muốn vào giúp việc trước tiên cô phải biết điều đó. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi, tên gì? Dạ tên là Hải Cơ, 22 tuổi. Tôi đã có chồng rồi. Chồng chết hả? Không, hãy còn sống. Sống tại đâu? Ai à? Chồng cô chứ ai? Sống ở Sài Gòn này. À, chồng làm không đủ ăn nên cũng muốn làm thêm kiếm tiền phải không? Không phải, hiện giờ chúng tôi không ở với nhau. Tại sao? Đó là chuyện riêng của tôi. Công việc không có gì khó nhọc cả, nhưng tôi cần ở cô một sự dịu dàng, chu đáo, để săn sóc cho đứa con trai của tôi vừa bị tai nạn xe cộ. Và cô phải khéo léo làm sao để con tôi ăn được ngủ được và nó chịu uống thuốc mỗi ngày. À, tôi cũng báo cho cô biết, công việc này sẽ chấm dứt khi con trai tôi đã lành bệnh. Bà Hoa ở đâu? Dạ. Đưa cô Hải Cơ lên phòng cậu Phiên. Nhưng trước khi lên, cô phải tắm rửa thay quần áo trước đã. Trông cô không được sạch sẽ cho lắm. Nè, cô phải cẩn thận đó nha. Cậu Phiên này từ ngày bị tai nạn trở nên khó tính lắm. Đã mấy người giúp việc rồi, cậu đều quát tháo ầm ĩ, đuổi đi hết. Đã vậy sao dù bị tai nạn, cậu còn bị người yêu cho ve luôn, nên lúc nào cũng la hét sùm mà. Liệu cậu ấy có bị điên không bác? Cô sợ hả? Cháu sợ người điên lắm. Thôi, không sao đâu, đừng nói vớ vẩn, bà chủ chửi chết. Ở đâu bọc ra nữa đây? Bà chủ bảo nếu cậu cần gì thì có cô này giúp đỡ. Cút ngay, cút ngay. Nè 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 nè, sao bỏ đi ngay vậy? Cô có khùng không? Thì ông ấy bảo cút ngay đi mà. Trời ơi, ngốc quá. Tôi đã nói cho nghe trước rồi mà không chịu để ý gì hết. Cậu Phiên gắt gỏng quát tháo như vậy đó, cứ thay kệ cậu ấy. Cứ việc cô làm, hiểu không? Thì ông ấy bảo mình ra ngoài, mình cãi ông ấy làm gì? Lát nữa cậu Phiên bảo cô pha cho cậu ấy ly thuốc độc, cô cũng pha hay sao? Đây là cô Hải Cơ, cô ấy sẽ ở lại đây phục vụ cậu. Thank you.
đã đến giờ ông uống thuốc. Xin mời ông uống thuốc cho. Đã đến giờ ông uống thuốc. Nè, ai cho phép cô nói to như vậy trong phòng tôi vậy chứ? Chính ông buộc tôi phải nói to như vậy. Nè, không có ai mượn cô đưa thuốc cho tôi, nghe chưa? Tôi không tha thiết vào đây để đưa thuốc cho ông uống đâu. Bà chủ nhà này mướn tôi vào đây để làm những công việc này, nên tôi phải làm tròn bổn phận của mình. Tôi có cảm giác như đang săn sóc một đứa con nít thiếu suy nghĩ mà lại bướng bỉnh càng dở. Nè cô kia, cô không được nói với tôi cái giọng đó nghe chưa? Ngoài công việc tôi phải làm ra, không ai có quyền cấm đoán tôi được việc gì. Xin ông nhớ cho. Bây giờ thì cô cút ngay giùm tôi. Không đâu, tôi đang làm bổn phận của tôi. Bổn phận của cô là làm cái gì? Là ở trong phòng này, trừ giờ ăn, giờ ngủ, tôi nghĩ ông nên bị thương cái miệng để khỏi phải la hét, làm điếc tai người khác. Năm rồi bộ không hề đặt chân đến nhà tôi. Trước đây sợ chồng buồn, bạn không dám liên hệ, cắt đứt tình bè bạn. Đến khi ông ấy qua đời, bạn lại sợ gây tổn thương đến vong linh ông ấy, vẫn không dám đến thăm tôi chứ gì. Trách tôi làm gì, lâu lắm rồi bạn cũng đâu có đến thăm tôi đâu. Ủa, mà làm sao tôi đến thăm bạn được? Ông chồng bạn vẫn thường cho tôi là xấu xa hèn mạt, sẵn sàng cấm tôi đến thăm bạn cơ mà. Thôi, nhắc đến chuyện ấy làm gì nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Mà bạn cũng biết là tôi có quên bạn đâu. Hôm nay tôi đến thăm bạn nè. Thôi, bỏ chuyện cũ đi. Mà hình như bạn có chuyện gì buồn phải không? Đã quá giờ cơm, nhưng giờ ông ngủ ngon nên tôi không đánh thức ông dậy. Nếu ông cần ăn nóng, tôi sẽ đem thức ăn xuống bếp hâm lại. Cô ăn mình đi, tôi không ăn đâu. Tắt giùm cái quạt coi. Nhà ông,
Sao ông khó tính như bà già 80 vậy? Sao ông khoái hành tội những người vì cuộc sống nghèo khổ mà phải phục vụ ông như vậy? Ông không ăn thì ông chết quách đi. Động trời không? Mẹ tôi mướn đâu ra người săn sóc bệnh lý tưởng như vậy chứ? Cô hết kêu tôi là đứa con nít, bây giờ lại bảo tôi là bà già 80. Hết tù tôi bị thương cái miệng, bây giờ lại tù tôi chết quách đi. Không thể tưởng tượng được. Cô ra mời mẹ tôi vào đây ngay. Nghe không? Yên tâm, tôi sẽ đi mời bà chủ vào ngay cho ông đây. Thôi 5 triệu về nha. Mấy thằng con trai thường làm khổ các bà mẹ như vậy đó. Sao bạn không để tôi vào thăm con trai bạn? Hôm khác đi. Nó gắt gỏng khó chịu lắm, chỉ làm phiền bạn thôi. Thưa bà, cậu Phiên cần gặp bà. Chuyện gì vậy con? Không có chuyện gì hết mẹ. Con chỉ muốn biết mẹ có ở nhà hay không. Con chưa ăn cơm phải không? Sao để nguội vậy? Dạ con chưa muốn ăn mẹ. Để mâm cơm xuống bếp hâm nóng lại. Thôi, thôi khỏi. Cô dì ơi. Cô Hải Cơ à, bao nhiêu người đã đến và bỏ đi rồi, cô cố gắng ở lại nha. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó không còn ai, bà chủ lại giao tôi săn sóc cậu Phiên. Trời ơi, tôi sợ phải săn sóc một người hay la hét như vậy lắm. Có lẽ vết thương làm cho mới đau đớn đó. Không phải đâu. Từ lúc cậu Phiên bị tai nạn tới giờ, cô Ngọc, người yêu của cậu Phiên, vào bệnh viện thăm có 2 lần rồi bặt tâm luôn. Họ giận nhau, cãi nhau à? Giận gì mà giận. Cậu Phiên sai tôi tới nhà cô Ngọc, mời cô tới chơi. Nhưng mà tôi biết rồi, cô Ngọc chỉ ầu ơ với giàu vậy thôi. Cô ấy không tới với cậu Phiên nữa đâu. Tại sao vậy? Dễ ẹt mà cũng hỏi. Cô Ngọc không yêu cậu Phiên nữa, cho rằng cậu Phiên sẽ mãi mãi bị thương tật. Bà Què ơi, khi tôi đứng bên cô, tôi có cảm tưởng mình chỉ mới 18 xuân xanh nè. Trẻ quá ha. Nhỏ quá ha. Vậy ông phải kêu tôi bằng bà ngoại à? Không dám đâu. Tôi tưởng tôi 18, còn cô à chỉ mới trăng tròn nè. Trăng tròn 15 hay 16? 16. 16. Trăng tròn sáng rỡ làm sao xiến. Dạ. Chú Tư. Dạ. Dạ sư cậu. Dạ sư cậu gọi tôi có chuyện gì không à? Chú có biết Hải Cơ thích qua gì không? Ôi lạy Chúa, cậu đã từng bảo với tôi nhiều lần rồi là cô Hải Cơ thích nhất là hoa hồng mà. Làm sao tôi quên được? Tôi muốn tất cả mọi khoảng đất trong khu vườn này chú đều trồng hoa hồng cho tôi. Dạ. Những đóa hồng thật đẹp. Một ngày kia Hải Cơ sẽ trở về. Sẽ trở về. Sao ông thức dậy sớm vậy? Tôi không muốn nằm hoài trên giường. Tôi có cảm tưởng như tôi đang nằm trong một nấm mồ. Tôi thật sự ngạc nhiên khi nghe rằng ông hoàn toàn không muốn chết. Đôi khi tôi muốn chết quách đi cho rồi, như cô đã rủa tôi. Nhưng tôi không đủ can đảm.
Bộ cô tưởng là tự tử dễ lắm mà. Đừng nói chơi, khó lắm đó. Ông uống sữa đi. Tại sao cô không hỏi trước tôi có đồng ý uống sữa hay không? Vì tôi nghĩ rằng đầu óc ông luôn bận suy tư những điều cao siêu, nên ăn uống những thứ gì vào lúc nào cần, ông không bằng tôi đâu. Ông nên nghe lời tôi, biết đâu sau khi uống ly sữa này ông sẽ có đủ can đảm để tự tử đó. Cô là thiên thần hay là quỷ dữ? Cô từ trời cao hay là tận âm phủ tới đây? Hành động của cô thật là nhân ái, mà sao lời nói của cô cay độc như vậy? Ông uống hết ly sữa đi, rồi tôi sẽ nói cho ông biết tôi từ đâu đến. Trời sinh ra tôi không phải để làm vú em đâu. Cô vừa nói tôi là một đứa con nít phải không? Không đâu. Thôi, mà tôi cũng chả cần quan tâm gì tới những nhận xét dớ dẫn của cô về tôi đâu. Cô thì đáng gì? Đúng như vậy, thưa ông. Ăn một miếng cơm nguội đi, để đủ sức chịu đựng nổi con người thường xuyên la hét đó. Dạ, cháu xin cảm ơn bác. Cô làm cái trò gì ngoảy mà lâu dữ vậy? Tôi sẽ đuổi việc cô ngay trong ngày hôm nay, cô có biết không? Bất cứ lúc nào ông đuổi, tôi sẵn sàng rời khỏi đây ngay. Nè, cô vừa nói cái gì đó? Tôi nói tâm hồn ông bị tê liệt. Ông không sống đúng với cõi lòng rộng mở của một người thanh niên. Trời ơi, sao cô ăn nói táo tợn vậy? Cô quái ác như một mụ phù thủy, cô có biết không? Sao cô? Cô? Ông sao? Cứ chửi tôi thầm tệ đi, tôi không chấp nhất gì ông đâu. Tôi biết ông mang bao vết thương trên người và trong tâm hồn. Có khi tôi thông cảm với ông, nhưng tôi không khâm phục ông. Dẫu sao thì tôi cũng là một con người. Tôi sống bằng sức lao động, bằng mồ hôi nước mắt của chính mình. Nếu ông biết tôn trọng con người, ông sẽ phải tôn trọng tôi. Chỉ vì ông nhìn con người qua vẻ hào nhoáng bên ngoài, nên ông đã nhìn lầm. Cô không bao giờ buồn sao? Có chứ, đời ai chẳng có lúc buồn. Nhưng tôi không bao giờ trút nỗi buồn của mình lên đầu kẻ khác. Cô bao nhiêu tuổi hả? Sao ai cũng hỏi tôi về tuổi như vậy chứ? Tôi đủ tuổi để làm một vú em. Cô có vẻ bướng bỉnh quá, tôi còn phải sợ cô đó. Bởi vì tôi đã có chồng rồi. Ừ. Cô mấy chồng thì mặc xác cô, tôi có hỏi đâu mà cô khai. Tôi thấy rằng mình cần có bổn phận phải khai. Bởi trước đây có người hoàn toàn không hỏi tôi gì về điểm ấy cả, nhưng sau đó lại trách tôi tại sao không nói cho họ biết trước rằng tôi đã có chồng. Nè, đối với tôi thì chuyện ấy không nhầm nhò gì cả. Cô thì đáng gì?
Tôi không ngờ cô đọc tiếng Anh hay đến vậy. Khi nào anh muốn, tôi sẽ đọc cho anh nghe. Thôi, dạ. Anh nghỉ đi. Hải Cơ, đối với tôi, cô đi hay ở không quan trọng gì cả. Bởi không có cô, tôi sẽ thuê người khác. Nhưng vì con trai tôi xin cô hãy ở lại. Tôi rất biết ơn cô. Dạ, tôi sẽ ở lại. Cảm ơn cô. Sao con ăn ít vậy? Lúc này con ăn được như vậy là nhiều lắm rồi mẹ. Con cũng biết rằng nếu Hải Cơ trở về thì mẹ cũng sẽ vui mừng lắm. Chỉ có điều Hải Cơ vẫn chưa về mà. Con cứ nhất định là Hải Cơ sẽ trở về sao? Vâng. Con à, Hải Cơ đã đi lâu quá rồi. Ví dụ như bây giờ mà con gặp lại, Hải Cơ đã có gia đình hoặc là đã thuộc về ai đó rồi, không lẽ... Con không nghĩ như vậy. Mẹ, mẹ thương con. Nếu giải quyết theo ý của mẹ là mẹ làm khổ con. Hôm nay chúng ta đi vòng ngoài sân thôi nghe. Đi đâu cũng được, miễn là đừng đo đất là được rồi. Tôi sợ là tôi không đỡ nổi anh đâu. Nếu cô không đỡ nổi, tôi sẽ phải tự mình đứng vững trên đôi chân gầy yếu này. Bởi cô đâu có ở bên cạnh tôi hoài. Đôi chân anh cũng đã đến lúc lành mạnh rồi. Khi anh đi lại bình thường thì sự có mặt của tôi bên cạnh anh như lúc này là thừa. Có những lúc tôi đã ước mơ đôi chân tôi khoan hãy đi lại được. Và cô không nghĩ đến việc rời xa tôi. Mỗi người chúng ta đều có một cuộc sống riêng, phải cố gắng vươn lên mỗi ngày. Anh phải tự khắc phục để trở lại với công việc. Các công trường đang đòi hỏi tài năng của anh như trước đây. Và tôi cũng phải làm được một điều gì đó. Phải nói là tôi chưa làm được điều gì cả. Tương lai của tôi rất mờ mịt. Tôi lại thấy khác. Tôi thấy cô làm được những việc mà không ai làm được cả. Đôi vai cô gầy, đôi tay cô cũng gầy, nhưng tôi thật không ngờ cô mạnh đến như vậy. Tôi mạnh là nhờ ý chí của tôi đó. Lúc anh sắp sửa ngã, tôi quyết bằng mọi giá phải đỡ anh đứng vững. Thế là tôi đã làm được. Chúng ta ngồi nghỉ ở đây. À,
anh có thấy chung quanh ngôi nhà của anh thiếu hẳn sự sống không? Sự sống gì? Sự sống của các loài hoa, cây cỏ. Nếu giờ này anh đi dạo quanh đây, anh nhìn thấy những cành hoa xinh đẹp lung linh trong gió, thắm màu trong nắng, tôi nghĩ bước chân anh sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đúng, tôi thực sự thiếu những điều làm nên hạnh phúc như vậy. Thôi, chúng ta hãy tiếp tục. Tôi sẽ tạo nên cho anh một khu vườn tuyệt đẹp trước khi tôi rời khỏi đây. Anh lấy cần chị xem đi. Anh Phiên đang tập đi lại đó. Thôi, tôi vào trong một lát nha. Hải Cơ. Hải Cơ. Cô Hải Cơ. Có chuyện gì vậy? Chị ấy đâu rồi? Đừng nhắc tới tên cô ấy nữa. Bây giờ tôi hỏi tội cô nè. Nè, tôi trả tiền lương cho cô là để cô phục vụ tôi. Tại sao cô lại bỏ tôi mà chạy đi như vậy? Tại sao lại đẩy tôi vào tay cô ấy? Cả cô nữa, cô cũng đang giết chết tôi. Cô đi đi. Cô đi đi. Cô đi đi. Tôi không cần đâu. Đi đi. Đây là công việc của tôi. Đưa ông về phòng. Tôi sẽ đi ngay. Cũng không muộn mà. Làm gì vậy? Tôi đang ở trước mặt ông đây. Ông không thấy sao? Vậy mà tôi cứ tưởng cô đang soạn đồ đạc để ra đi. Hải Cơ nè, tôi xin lỗi nha. Tôi đã nổi khùng. Cô đừng để ý đến những gì tôi nói lúc nãy nha. Xin ông đừng bận tâm. Bữa nay cô lại gọi tôi bằng ông rồi. Vì tôi cũng vừa nghe lại cái giọng điệu của anh ngày ấy. Cô thật là dễ thương Hải Cơ à. Ít có người khen tôi như vậy. Tôi nói thật mà Hải Cơ. Hải Cơ biết không, điều tôi mong ước nhất trong lúc này là làm sao cho cô được hạnh phúc. Bây giờ con trai tôi đã lành mạnh hẳn rồi. Dạ, đâu phải lành thân xác không thôi, mà cậu Phiên lúc này á yêu đời lắm bà. Cười nói luôn, chính là nhờ cô Hải Cơ đó. Đúng như vậy, nên tôi muốn tổ chức một bữa tiệc. Bà hãy chuẩn bị các món ăn tuyệt nhất
Và tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn cô Hải Cơ. Bà định sao? Sao bởi tiệc cảm ơn là Hải Cơ phải rời khỏi nhà này à? Ôi, tôi nghĩ rằng con trai tôi sẽ chẳng bao giờ để Hải Cơ rời khỏi đây đâu. Họ yêu nhau rồi đó bà. Bà ơi, bà hãy coi chừng. Coi chừng cái gì? Yêu nhau càng tốt chứ sao? Tôi chưa bao giờ thấy con trai tôi lại vui như thời gian này. Khách khứa có mời nhiều không bà? Để tôi còn biết mà đặt tiệc. Tôi muốn đây là bữa tiệc họp mặt gia đình. Dạ. Chuyện gì vậy? Cô gái là ai vậy? Chẳng lẽ bạn cũng chạm phải tiếng sét ái tình cũng như thằng con trai tôi sao? Cô ấy là dì của con trai bạn. Đó là cô Hải Cơ. Cô ấy là người săn sóc duy nhất mà con trai tôi vừa lòng. Và mới hôm qua đây thôi, thằng Phi xin phép tôi được hỏi cưới cô ấy làm vợ. Vậy Hải Cơ có đồng ý không? Chưa. Mình bàn với Phiên sẽ hỏi cưới Hải Cơ vào bữa tiệc long trọng ngày mốt. Mình nghĩ là Hải Cơ sẽ đồng ý vì Phiên rất yêu nó. Vậy Hải Cơ có yêu Phiên không? Mình không rõ lắm. Hơn nữa, mình không muốn xen vào chuyện hôn nhân của bọn trẻ. Con trai mình đã khôn lớn, nó có quyền chọn cho nó một người vợ. Tôi thấy bạn có vẻ dễ dàng quá trong chuyện cưới vợ cho con. Sao bỗng dưng bạn buồn rũ rượi vậy? Này bạn, Hải Cơ là vợ của Thái đó. Thật sao? Dĩ nhiên là thật. Tại sao Thái lại để cho Hải Cơ bỏ đi như vậy? Tôi không để ý đến chuyện riêng của tụi nó. Nhưng mà thôi, không cần phải bàn nữa. Bây giờ bạn còn giữ ý định cưới cô gái cho con trai bạn nữa không? Ơ hay, nhưng nếu Hải Cơ đã yêu Phiên con trai tôi thì sao? Tôi hy vọng bạn không dùng áp lực một cách thô thiển để buộc Hải Cơ trở về nhà của bạn. Vì như vậy, con trai bạn cũng chẳng thấy hạnh phúc gì đâu. Đúng là tư tưởng của bạn phóng khoáng thật. Nhưng nói chung, chúng ta ai cũng vì con trai của mình. Vì vậy, việc tổ chức một buổi tiệc thịnh soạn thì bạn cứ tiến hành. Còn chuyện tiến tới hôn nhân hay không thì còn tùy ở Hải Cơ. Nếu Hải Cơ không còn yêu Thái, chắc chắn là con trai tôi sẽ ly dị ngay, để cho cô ấy được hạnh phúc. Thôi, chào bạn mình về. Hải Cơ, anh xin tặng em những cánh hồng xinh đẹp này. Em tuyệt vời hơn tất cả những gì mà anh biết được. Vì vậy, hôm nay tất cả là của em. Hải Cơ, đây là món quà trân trọng tặng cháu. Tuyệt đẹp. Với chiếc áo này, trông em chẳng khác nào là một nàng công chúa vậy. Phải không mẹ? Cháu xin cảm ơn bác
vì những ưu ái của bác và anh Phiên. Cháu rất vui mừng vì bác và anh Phiên đã thương cháu. Cháu còn được ưu ái nhiều hơn vậy nữa. Cháu chưa biết đó thôi. Bà chủ ơi, sắp đến giờ rồi. Có lẽ khách đã đến đầy đủ ở nhà hàng và đang đợi chúng ta. Cô hãy cơm này đẹp quá. Trông cô cậu thật là đẹp đôi. Thôi, xe sẵn sàng rồi. Hải Cơ, bác có điều này muốn nói với cháu. Chân, xin bác cứ nói. Bác nói điều này với tư cách của một người mẹ. Bác muốn nhận cháu làm con dâu của bác. Hải Cơ, anh yêu em. Cháu cứ nói đi. Phiên thực sự yêu cháu. Thưa bác, cháu rất cảm động cho những gì mọi người dành cho cháu hôm nay. Cháu và anh Phiên cư xử với nhau như những người bạn tốt. Và cháu cũng rất mến anh Phiên. Thưa bác, với tâm tình đó, cháu không thể lừa dối anh Phiên trong tình yêu. Bởi ngay từ đầu khi đến đây, cháu nói cháu đã có chồng. Và cho đến tận bây giờ, cháu vẫn mãi nghĩ đến người chồng ấy. Cháu đã yêu anh ấy trọn vẹn trái tim mình.